Thì sáng sáng sớm mình thấy hai người khá là mạnh trong server thì mình sẽ quay lại luôn ha. Để xem nữa lâu ngày độ lập kỳ của năm lập kỳ sẽ như thế nào. Đây 1.393.948 điểm tập chiến. Đó. Thì long kỳ xin thích là 12k8. Miễn là xin thích là 5k1. Chúng ta xem đồ đi. Trình độ khôi nè. Anh thì bên này ép nội lực 8 hết rồi nè. Không em không thích thêm ép thể lực nữa là từ lâu kia chỉ thiếu một cái thiếu một viên rồi. Trong đầu nguyện thủ trong đầu đấy nói chung là ngọc 7, ngọc 8, lục mà lục sọc lục tung nữa trong đầu rồi đang nhất năng tôi bị ai phiên gì đó mình để đâu ba slot à, cặp kép kép 8 này còn mình nên thành cặp 7 này là bạn kép 7 là bạn viên thì kép 8 nói chung là có đủ bộ trùng lao thiên thương là trùng lao đó giới liên học kia nhưng mà thời tiết là không có siêu cấp kia không có dùng siêu cấp kia thì có siêu cấp kia thì nó sẽ khỏe hơn nhưng mà siêu cấp kia thì đóng tiền quá thọc trùng trùng đồ gì chân thì chỉ có trăng giới với lại chân chân tập thôi còn trùng thường ấy và chúng ta xem võ hồn thì bỏ qua thân huyền với lại dòng thanh băng nó dùng đi giống mình vậy võ hồn đi giống mình chân nguyên và một k tám thiên công mạnh của ngọc ngọc tám rồi đã đi huyết đi né đi động lực đi né với lại đi chủ yếu là né một k né nè năm k né là 15 k né rồi đó 15 cái né là tương đương với lại là 45.000 thằng chính xác á. Mới một né là mà chính xác rồi. 15 cái né là khá là tuyệt vời. Khám bắt màu của Thiên Long là phòng phục của mình giáo. Điện ấn thì giảm một phần thời gian cái ngành này. Điện ấn thì có phần trang mắt rồi này. Mình thì là tạm chưa có mắt cái gì tôi cười bằng tiền mũi giật tiền mũi lòng tiền tóc tiền đen tiền tím mà đang rất thích con này có tiền cũng không có người mà thằng bằng mưu đỉnh liền thể lập một cả năm lên được một ít và một nửa mới bắt xong thành đạo với lại là hiện công mà đi mát luôn 2k290 này chưa tập trung điện chắc mình đoán điện đâu đó cỡ 29-30k không biết chính xác tụ mạnh bảo gia 80% 70% 70 tay ra 85% 65% hiện không được thêm 395 điểm nữa thì như vậy là mình đã giới thiệu xong cái chất lượng tập thể bữa nay là đi kỹ năng max lên được cấp 5 luôn cấp 6 luôn dùng cầu này đi nhưng thu biến gì rồi thì xong ngày là mình đi thử sơ thì chủ yếu là đi chứng tích này là nhờ cái chứng tích này đó còn là ngọc thì với lại là cái trang nguyên thì lần này sử dụng trang nguyên và cái với lại là dùng trang nguyên né rất là nhiều và ép nỗ lực trong cái trong đó khâu nữa để cho trang nguyên nỗ lực luôn đó, muốn đẩy đầu công nữa đó.